Thưa quý vị và các bạn, huyện ủy Thạch Thành phối hợp với trường chính trị tỉnh vừa tổ chức hội thảo khoa học thực tiễn và kinh nghiệm nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền và sức chiến đấu của cấp ủy cấp huyện. Hội thảo có sự tham gia của 54 học viên lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn ban chấp hành Đảng bộ huyện và các chức danh chủ chốt huyện Thạch Thành nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031. Tại hội thảo, các đại biểu và học viên đã trao đổi tham luận làm rõ các vấn đề như trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy địa phương, thực tiễn và kinh nghiệm trong lãnh đạo chỉ đạo công tác xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, thông qua hội thảo giúp các học viên chia sẻ những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy địa phương. Cũng nhân dịp này huyện ủy Thạch Thành và trường chính trị tỉnh đã tổ chức lễ bế giảng lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn ban chấp hành đảng bộ huyện và các chức danh chủ chốt huyện Thạch Thành nhiệm kỳ 2025-2030-2026-2031.